bạn nghịch lắm, cứ để bạn tự nhiên thôi. Đoàn mình xuống hết cho chị ơi. Đoàn mình xuống hết cho chị Hương. Ok chị. Anh đếm khách không á? Còn đoàn anh Thái nữa. Đừng hết vào em chụp cho, đừng hết vào em chụp cho. Đây nhá. À, mình đứng đủ chưa? Anh Thái. Đây, đứng hết vào đây nào. Đủ hết đây rồi à? Trời, cho nó ăn mặc kìa. Ai, đi xuống kiểm người đi, đây đây. Đoàn đây đủ rồi, đoàn 3, đoàn 4 đủ rồi. Bốn đoàn tất cả, một đoàn 3, đoàn 4. Đoàn chị Hương với đoàn thì đoàn chị Hương đủ rồi, đoàn này nữa đủ. Nhìn cô nhá, nhìn cô xinh gái. Nhìn cô cười với cô đi. Thấy chưa? Ok, nhà mình nuôi ra đây, tí để em lấy toàn bộ tàu ngang này. Thế ảnh này thì phải có tiền nhá. Ảnh này được rồi, ok nào. Đấy, đứng đây lấy toàn tàu luôn. Cái này mà chụp ảnh đẹp là phải trả công người chụp ảnh nhá. Cái này chụp ảnh tàu đẹp.
chụp ảnh đẹp mà tâu đẹp đặt vẻ về phải review cho em. Có được chị xinh gái nhất đoàn mà chị bộ khẩu trang thì ok. Xinh luôn. Cứ ngắm cô rồi. Đủ chưa? Đủ chưa? Về đâu? Em xuống em kiểm người nốt. Máy xịn một phần cô chụp ảnh nữa. Không, 6 giờ mình về thôi, 5 rưỡi 6 giờ kém mình về thôi. Đấy, cái anh chụp đâu rồi?